Trưa 14 tháng 6, báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, vào 7 giờ 29 phút ngày 14 tháng 6, chiếc Su 30MK2 bay huấn luyện tại khu vực đảo Mắt, cách thành phố Vinh tỉnh Nghệ An khoảng 40 km thì bị mất liên lạc. Sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Nghệ An đã điện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân các huyện thị ven biển và yêu cầu cứu nạn chiếc Su 30MK2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An điều động 3 tàu là CN09, BP061901, BP061201 cùng 35 cán bộ ra tìm kiếm ở khu vực biển Nghệ An. Sáng cùng ngày trao đổi qua điện thoại, Đại tá Lương Hồng Phong, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự, chính ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết: "Chúng tôi đã nhận được thông tin và chúng tôi đã khẩn trương triển khai lực lượng." Nguồn tin riêng của phóng viên, hiện các tàu thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Cảnh sát biển, Kiểm ngư ở Nghệ An đều đã ra khu vực biển Nghệ An thực hiện tìm kiếm cứu nạn. Đến 11 giờ cùng ngày, một chiếc máy bay đang bay trên vùng biển Nghệ An gần khu vực đảo Mắt, thị xã Cửa Lò để tìm kiếm. Theo thông tin mới nhất, một trong hai phi công trên chiếc máy bay đã bơi được vào bờ, phi công còn lại là thượng tá Trần Quang Khải, phó trung đoàn trưởng tham mưu trưởng trung đoàn không quân 923 thuộc sư đoàn không quân 371 đang mất tích. Một số ngư dân đang hoạt động tại đảo Mắt, thị xã cửa lò tỉnh Nghệ An cho biết, họ nhìn thấy một vật thể lạ rơi xuống biển vào khoảng thời gian trên. Được biết chiếc tiêm kích Su-30MK2 bị mất liên lạc do hai phi công tên Trần Quang Khải và Nguyễn Hữu Cường, đều là cán bộ trung đoàn và cán bộ phi đội thuộc trung đoàn Không quân 923, sư đoàn Không quân 371 điều khiển. Thượng tá Trần Quang Khải quê ở xã Tân Rĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng trung đoàn 923, sư đoàn 371 và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, phi đội trưởng, quê ở xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, cả hai đều là những chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm. Ngay sau khi có thông tin về sự cố, các lực lượng chức năng của Nghệ An cũng như Thanh Hóa cùng bà con ngư dân đã vào cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Lúc 12 giờ 50 phút ngày 14 tháng 6, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân xác nhận một máy bay Su-30 MK2 của quân chủng đã bị mất liên lạc khi bay huấn luyện vào sáng cùng ngày. Hiện ông Tuấn đang di chuyển vào Nghệ An để chỉ huy cuộc tìm kiếm. Trước đó, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn đã đến Thanh Hóa để chỉ huy việc tìm kiếm và liên lạc với chiếc máy bay Su-30 MK2 bị mất liên lạc. Vị trí máy bay Su-30 MK2 mất liên lạc là trên vùng biển thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trước đó, máy bay xuất phát từ sân bay Sao Vàng ở Thọ Xuân, Thanh Hóa để bay huấn luyện theo kế hoạch. Trung tướng Lê Huy Vịnh, tư lệnh quân chủng phòng không không quân trong sáng 14 tháng 6, cũng đã có mặt tại sân bay Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, để trực tiếp chỉ huy việc tìm kiếm chiếc Su-30 MK2 bị mất tích. Tướng Tuấn nói, hiện chưa có thông tin gì về chiếc máy bay Su-30 MK2 bị mất liên lạc vào sáng nay. Quân chủng phòng không không quân và các lực lượng cứu nạn của Bộ Quốc phòng và các lực lượng chức năng đang khẩn trương phối hợp để tìm kiếm về thông tin sau khi vụ tai nạn xảy ra phi công nguyễn hữu cường đã thoát khỏi máy bay rơi xuống biển bơi được vào bờ và hiện vẫn còn sống thiếu tướng đỗ minh tuấn cho biết ông chưa nhận được thông tin này tướng tuấn cũng cho biết ông đang di chuyển từ thanh hóa vào nghệ an để chỉ huy cuộc tìm kiếm